nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội ngũ sĩ quan trẻ mới ra trường có môi trường công tác phù hợp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có nhiều giải pháp phù hợp với thực tế của đơn vị. Sau khi sĩ quan trẻ tốt nghiệp các trường trong và ngoài quân đội, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí sắp xếp đội ngũ này về đơn vị nhận công tác, bảo đảm chặt chẽ đúng tổ chức biên chế quy định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ưu tiên bố trí sĩ quan trẻ cho cơ sở, tổ chức luân chuyển giữa nơi thuận lợi với nơi khó khăn, luân chuyển giữa cơ sở với cơ quan để bồi dưỡng, rèn luyện toàn diện, bố trí đan xen giữa sĩ quan trẻ người Kinh với sĩ quan trẻ người dân tộc thiểu số, giữa sĩ quan trẻ với sĩ quan có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong từng cơ quan đơn vị để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Đến nay, số sĩ quan trẻ của Bộ đội Biên phòng tỉnh chiếm trên 31% tổng số cán bộ trong toàn lực lượng. Sĩ quan trẻ đều có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có động cơ phấn đấu đúng đắn, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh, yêu thương đồng chí, đồng đội, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, tự giác nghiên cứu, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, tác phong công tác, khắc phục mọi điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.